thành ra cái quả của vị lai, phải không? Thành ra cái quả của vị lai, nhưng mà làm sao để nó đừng có thành ra cái quả của vị lai? Có nghĩa là chúng ta phải đừng có tưới tẩm nó, phải không? Nhất là cái nhân đó, thí dụ bây giờ thọ là cái quả nó đã có rồi, thì tri trong cuộc sống này, quý Phật tử có mặt ở cuộc đời này thì mình đều có gì? Có cảm thọ, phải không? Cảm thọ vui, cũng thọ buồn, cảm thọ khổ, cảm thọ nóng lạnh, mọi thứ. Chúng ta đang sống ở đây và quý vị nhớ rằng mình đang sống trên cái gì? Sống trên cái dòng sông của cảm thọ, phải không? Lúc nào quý vị cũng thấy có cái cảm thọ của mình nó biểu hiện đó. Thì như vậy, cái cảm thọ biểu hiện đó nó gọi là quả vị thục. Cho nên quả vị thục đó, thì ví dụ như quý vị thấy một cái cảnh gì đó mà không gì cho nó xấu, thì quý vị liền cảm nhận nó là xấu. Rồi ai chọc mình cái gì đó là mình liền giận, liền buồn, phải không? Thì cái cảm thọ giận buồn đó là cái quả nó phải có, nó gọi là quả vị thục. Thì như vậy bây giờ mình muốn nó không có trở thành cái nhân để nó tạo thành cái quả của vị lai, thì mình phải làm sao? Tức là khi mình có cảm thọ thì đừng có để cái ưa, cái ghét, tức là ái nó dính vô ở trong đó, phải không? Quý vị thấy chỉ cần ái, tức là nó có cái ưa, cái ghét dính vô trong đó, và bởi vì có cái ưa, cái ghét dính vô trong đó cho nên nó mới sinh ra nóng dữ, và sinh ra nóng dữ tức là thủ, rồi nóng dữ đó thì bắt đầu mới có cái tạo tác, tạo nghiệp đó. Thì tạo nghiệp đó mới bắt đầu tiếp tục cái sinh ra ở đời sau. Tạo nghiệp tức là mình tạo cái hạt giống, tạo cái nghiệp để nó tương ứng, để mình sinh vào cái cõi tương ứng ở trong cái vị lai nên tiếp tục nữa. Thì đó là cái dòng luân hồi đó, nó cứ tiếp tục mãi. Còn ngang nơi ái, ngang nơi cái thọ mà mình chỉ cảm thọ thôi, phải không? Quý vị thấy cảm thọ vui, cảm thọ buồn, cảm thọ giận, cảm thọ gì đó, mình biết cái cảm thọ đó, nhưng đừng thêm nó vô nữa, đừng thêm tác ý thêm vô nữa. Khi mình có tác ý thì quý vị thấy có tác ý vô là có ái ở trong đó, mà có ái thì có chấp thủ, thành ra cái quan niệm, cái thành kiến, rồi chúng ta cố chấp bám vô đó, cho nên rồi nó thành ra có tạo nghiệp, có tạo tác để tiếp tục mình đi trong cái luân hồi sinh tử. Thì cho nên rồi từ đó mà chúng ta thấy từ vô minh cho tới ái dục, rồi từ tạo nghiệp cho đến gặt quả, và từ tái sinh cho tới sinh già bệnh chết, đó là một cái mô tả những gì mà nó được mô tả một cách rõ ràng trong qua các cái yếu tố và các cái điều kiện phát sinh ra ở trong 12 nhân duyên mà lâu nay quý Phật tử thường đọc và cũng thường nghe, và mình hiểu một cách nó rõ ràng. Mà tuy rõ ràng là nó rõ ràng trên cái ý nghĩa mà đã lập ra 12 nhân duyên như vậy, nhưng mà rồi khi tu, nhiều khi chúng ta cũng biết chúng ta tu bắt đầu từ đâu. Có khi nói là phải coi như là phải dẹp vô minh, khi mà vô minh hết thì hành hết, thức hết, danh sắc hết, đột nhập hết. Thì mình nghe nó như vậy có nghĩa là cái dòng gọi là sinh diệt, tức là dòng sinh của 12 nhân duyên, tức là có vô minh thì có hành thì có thức thì có danh sắc thì có lục nhập thì có xúc, có thọ, có ái, có thủ, có hữu, có sinh lão tử, thì mình nghĩ đó là một cái dòng sinh. Còn bây giờ nếu đi trở về với cái dòng gọi là hoàn diệt, tức là diệt thì mình nói là giải thích là vô minh diệt thì hành diệt thì thức diệt, tất cả cái đó đều diệt hết, thì mình nghe nó rất là dễ, không? Và bây giờ làm sao để vô minh nó diệt? Quý vị thấy đó là một cái khó. Cho nên vô minh đó nó phải, mình phải thấy được cái nhân của vô minh nó nằm từ ở cái chỗ nào. Cái đó là nó từ ngay cái hiện tại của cái ái đó, và thủ và hữu, đó mới chính là cái nhân chính để mình phải cắt đứt cái chỗ đó. Do đó mà chúng ta
học để rồi mình phải quán chiếu, phải thấy rõ. Và tôi quý Phật tử là mình nghe không á thì nó chưa có đủ, mà mình phải mỗi ngày, phải hàng ngày quý Phật tử phải quán chiếu, phải nhìn vào bên trong của mình. Mỗi khi một cái tâm hành của buồn, của giận, của cái gì đó nó dấy lên, mình phải nhìn, phải thấy rõ nó. Mình khi mình nhìn, mình thấy rõ nó rồi thì mình mới dừng nó được. Tại vì một cái cảm giác khi người ta nói động tới mình nổi giận, mình nổi giận lên, mà mình nhìn, mình đừng có đồng quá mình trong cái giận đó nữa, mà mình nhìn, mình thấy cái giận của mình nó đang diễn ra. Thì khi quý vị thấy được cái giận của mình đang diễn ra, đó là mình là cái người cảm thọ, cảm nhận được cái cảm giác của cái giận nó đang xảy ra ha. Khi quý vị nhận được cái cảm giác giận buồn đó nó xảy ra, thì chúng ta hiểu được rằng cái cảm giác đó nó là cái đối tượng, phải không? Đối tượng, nó là đối tượng của bị mình biết, chứ nó không phải là cái chủ thể. Cho nên khi cái đối tượng đó nó bị mình biết thì từ từ mình mới dừng nó lại được. Còn khi mà quý vị không có thấy được như vậy thì khi cái giận nó dậy lên là mình lại đồng quá mình trong cái giận mất tiêu rồi, phải không? Mình đồng quá mình trong cái giận, cho nên rồi cái giận nó lôi mình đi, mình không có thấy được cái cơn giận hay cái cơn buồn hay cái bực bội, cái gì xảy ra mình không có thấy được. Bởi vì sao? Bởi vì mình cho nó là mình rồi, mình đồng quá mình trong đó. Cho nên vì vậy mà tu hoài cũng khó. Quý Phật tử thấy không? Thấy mình càng tu thì nhiều khi mình càng bực bội nhiều. Mình quý vị thấy đôi lúc mình tu mình trở thành, làm cho cái tâm mình trở thành một cái bãi chiến trường. Tại vì sao? Tại vì mình sao mình cứ nhìn, mình thấy, mình cứ nghĩ rằng tại sao khi cái mình lúc cái giận nó dấy lên á, mình đồng quá mình trong cái giận rồi, mình giận rồi mình trở lên làm cho nó trở thành một cái đùng đùng ở trong một cái hoàn cảnh, một trong một cái gia đình hay cái gì đó nó xảy ra rồi, lúc đó mình nhìn lại mình có thấy mình sai. Mà khi mình thấy mình sai á thì nó đã xảy ra rồi. Cho nên vì vậy mà quý vị thấy tu hoài rồi mình tự nhiên mình giận với chính mình, phải không? Mình bực bội, tại sao mình tu rồi mà mình vẫn còn sân, mình vẫn bực bội. Và như vậy thì quý vị thấy cái bực bội của mình nữa thì nó tạo thành một cái gọi là khổ là vậy, chứ không có gì hết. Hồi nãy cái kia là cái khổ, kia là khổ của quả rồi, bây giờ mình trồng thêm cái khổ bực bội này nữa thì nó thành ra khổ. Và Đức Phật dạy chúng ta là có ba cái khổ, là khổ, hoại khổ và hành khổ, chứ không có gì hết. Quý vị thấy như vậy thì khi mình tu á là mình luôn luôn á, cho nên sở dĩ mà Phật trong các cái kinh điển của nguyên thủy thề Đức Phật dạy mình phải luôn luôn biết rõ được mình, luôn luôn biết rõ được những gì xảy ra bản thân mình, hơi thở của mình biết rõ nó dài, nó ngắn, và mình đi, mình biết rõ mình đang đi, mình nói, mình biết rõ mình đang nói, mình cười, mình biết rõ mình đang cười, mình giận, mình biết rõ mình đang giận, và lúc mình không có giận thì mình biết rõ mình không có giận. Thì như vậy biết rõ đó thì mới chuyển hóa nó được. Biết khi mà quý Phật tử biết rõ được như vậy rồi thì từ từ mình mới tìm ra được cái nguồn gốc của cái giận đó. Nó không có ở đâu hết, nó có gì quan trọng, nó như là sóng và như nước mà nó dậy sóng vậy thôi. Thì trong cái sự sóng của mình nó dậy lên cái lượng sóng của buồn, của giận, của hơn, của thua, của phải, của mấy. Nhưng mà cái lượng sóng đó mình đừng có cho cái lượng sóng đó là nước, thì tự nhiên mình không có bị lầm bởi cái sóng và nước, và mình thấy rõ rằng cái sự sống của mình là cái thể nước nó đang có mặt ở đó, và những cái kia chỉ là những lượng sóng của gọi là quả dị thục của quá khứ, của cái nhân quá khứ. Thì bây giờ cái quả dị thục của nhân quá khứ đó mình nhìn thấy được rồi thì tự khi mỗi lần nó lên á thì quý Phật tử chỉ cần để cho nó lắng xuống và nó trở về với thể nước thôi, đừng thêm nữa, phải không? Thí dụ vừa khởi cái buồn thì mình thấy được cái buồn, mình biết được cái buồn thì ngang đó
mình không có thêm nữa. Còn không thì mình để cái ý thức của mình phân biệt vô, tại sao người ta làm cho tôi buồn, tại sao như thế này thế kia, tự nhiên mình tác ý. Và có cái sự tác ý đó thì nó có cái cảm thọ, rồi có cái tưởng của mình, có cái tri giác sai lầm của mình dấy lên, và cộng với cái quyết định sai lầm của mình. Khi cái tưởng sai lầm thì mình sẽ có cái quyết định sai lầm, đó là tư. Cái tư của mình nó đưa tới một cái quyết định, cái quyết định của mình là chấp nhận cái đó hay là chối bỏ cái đó, để rồi mình cứ phản ứng nó trở thành đau khổ với nhau. Đó, cho nên khi tu là mình phải thấy rõ được cái cuộc sống hàng ngày. Cho nên thường hay nói là trong kinh điển nguyên thủy, thường hay nói là chúng ta phải nhận thức, phải ý thức được hành động của mình là vậy. Có những khi quý vị thấy mình có những cái hành động, có những cái lời nói mà mình không có ý thức được, và mình cứ làm theo cái đó, là theo cái gì thưa quý vị? Theo cái thói quen không ạ? Phải không? Cái tập khí, cái thói quen của mình, cái thói quen mình hay phản ứng lại. Thì dù người ta nói đúng hay nói sai gì, mình chưa có nhận định nó đúng sai, nhưng mà đã phản ứng liền. Tại vì sao? Tại vì ở trong mình nó có một cái năng lượng của cái sự phản ứng. Cho nên khi người ta nói một lời, dù cái lời đó đúng với cái sự việc đó, nhưng mà cái lời nói đó nó có vẻ không có im ắng, không có nhẹ nhàng, thì tự nhiên nó làm sao? Nó chạm phải vào cái tôi của mình, phải không? Cái tự ái, cái tôi của mình. Thì ngang đây đó thì mình không cần biết là nó đúng hay nó sai, mà liền phản ứng lại, phải không? Chúng ta liền phản ứng lại. Mà phản ứng xong rồi thì sau đó mình mới thấy nó sai. Và khi mình thấy nó sai thì mình đã phản ứng rồi. Mà đã phản ứng rồi thì cũng không có chịu can đảm để nhận mình sai nữa, phải không? Và mình lại tiếp tục bảo vệ cái mình đó. Cho nên quý vị thấy chính vì vậy mà đau khổ nó có mặt, nó xảy ra đó, chứ không có gì hết. Và còn nếu như ngang nơi đó, ví dụ như nói ngang nơi thọ, tức là cái cơn giận của mình dấy lên đó, mà mình đừng có vừa khởi cái ưa hoặc là cái ghét, mà ngang nơi đó mình có cái trí tuệ để mình dừng lại, thì chưa có chuyện gì xảy ra hết, phải không? Còn nếu mà ngang nơi đó mà mình có thắp sáng được cái trí tuệ của mình lên, không có thắp sáng được cái tuệ giác của vô thường, của vô ngã mình lên, mình vẫn lúc nào mình cũng thấy tôi có một cái tôi, nó rõ ràng, tôi hơn mọi người, tôi như thế này, tôi như thế kia, và mình cố gắng mình bảo vệ cái tôi đó, thì nó sẽ sinh ra cái đau khổ, sinh ra cái hành xử, cái nói năng, cái làm cho nó đổ vỡ, làm gây cho nó đau khổ cho mình và cho người xung quanh. Cái đó là cái mà chúng ta thấy nó rất là dễ, nói dễ, nhưng mà thưa quý vị là khi mình có chịu khó nhìn lại thì mình mới thấy nó dễ. Còn không thì quý vị thấy mình cứ trôi xuôi theo cái dòng sông cảm thọ của mình không. Lúc nào mình cũng sống với cái cảm thọ, mình bị cái cảm thọ đó nó nhận chìm mình ở trong đó, bị mình đồng hóa mình trong đó, cho nên rồi mình cứ bị nó cuốn trôi trong cái dòng. Cho nên nói vì vậy mà cuốn trôi trong cái dòng luân hồi sinh tử là vậy. À, quý vị thấy đó là cái thập nhị nhân duyên, nó chỉ là mô tả được một cái trình tự duyên khởi vô ngã của cái diễn biến tâm, chứ nó không có gì hết. Diễn biến tâm đó là tâm mà theo như là gọi là tâm lý học gọi là sinh vật lý, giống như tâm sinh vật lý, mà tâm sinh vật lý đó là gì? Đó là căng, trần và thức, chứ không có gì hết. Ba cái đó, quý vị thấy ba cái đó nó hợp lại thì nó tạo ra bao nhiêu thứ vui buồn đau khổ, thì cũng chính từ ba cái đó làm căn bản và tạo ra con người, tạo ra thế giới và tạo ra muôn thứ muôn sự. Quý vị thấy nó cũng từ đó thôi. Cho nên tất cả những cái gì hiện tượng của cuộc sống mà chúng ta đang sống, nó đều dấy lên, nó đều biểu hiện từ cái tâm thức của mình thôi. Quý vị thấy từ cái tâm thức của mình mà nó biểu hiện lên chứ. Quý vị thấy cái thiền viện Minh Chánh này có phải từ tâm thức nó hiện không?
phải không? Nó từ tâm thức mình nó hiện, bởi vì tâm thức mình dấy khởi lên để rồi nó mới có cái thiền nguyện mình chấm. Phải không? Tất cả mọi thứ ở trên cuộc đời này đều từ tâm thức của mình, nó không có ngoài tâm, mà nó cũng không có phải là nó là tâm, mà nó cũng không có rời khỏi cái tâm của mình. Do đó mà khi chúng ta hiểu tất cả chỉ điều, tất cả mọi thứ nó được điều động bởi cái vô minh, cái ái dục của mình, mà nó sinh ra một cái dòng 12 nhân duyên đó. Và khi chúng ta hiểu nó là chỉ là duyên khởi, chứ nó không có thực, có cái ngã, không có thực, có một cái gì gọi là thực hết. Và như vậy thì đó là ý nghĩa mà chúng tôi nhắc lại để cho quý Phật tử thấy rằng ba đời của 12 nhân duyên đó, và chúng ta thường hay giải thích trên một cái truyền thống, theo cái truyền thống thì nó là như vậy. Thì bây giờ ở đây nó, chúng ta sẽ đi sâu vào một cái chia sẻ với nhau một cái ý nghĩa khác của 12 nhân duyên, mà cái ý nghĩa này nó thực tế hơn, nó gần gũi hơn trong cái đời sống của chúng ta đó. Mà quý vị cũng thấy rằng Đức Phật dạy rằng ai thấy lý duyên khởi tức là thấy được pháp, phải không? Mà thấy được pháp tức là thấy ai? Thấy được Phật, chứ không có gì hết mà. Đó là, và có những nơi Đức Phật nói rằng pháp của Đức Phật là thiết thực, là hiện tại, là vượt thời gian. Và pháp của Đức Phật là để mình đến, để mình gì? Đến để mình thấy, tức là mình đến để mà mình chứng nghiệm được ngay ở trong tâm của mình, chứ không phải Phật pháp để đến, mình đến Phật pháp để mà với cái niềm tin không. Bởi vì với niềm tin không thì mình sẽ không có thực chứng được, mà phải thực chứng được, phải thấy được. Như vậy thì khi chúng ta thấy rằng 12 nhân duyên sinh là một cái dòng nó như vậy, thì chúng ta cũng có thể thấy 12 nhân duyên nó diệt. Và như vậy thì ngay ở trong cái đời sống hiện tại, chúng ta có thể giác ngộ ra được, hiểu được cái sự thật của 12 nhân duyên, của duyên khởi vô ngã. Và từ khi chúng ta hiểu được thì cái dòng luân hồi sinh tử nó cũng chấm dứt ngay ở đây, chứ không có phải là cái gì xa hết, không có phải là xa xôi. Ngay ở trong cái cuộc sống bây giờ mà chúng ta cũng đang đi đứng, đang hoạt động, nhưng mà cũng thoát khỏi cái dòng 12 nhân duyên của luân hồi sinh tử. Thì đó, như vậy mới gọi là pháp là thiết thực, là hiện tại, là vượt thời gian và vượt cả cái không gian. Mình chỉ cần chúng ta có thể thay đổi, có thể chuyển hóa cái tiến trình của tâm thức mình, đó là tiến trình của cái 12 nhân duyên đó, và chúng ta chấm dứt được cái gì? Chấm dứt được cái sự chấp ngã của mình thôi, chứ không có gì. Đừng có thấy có một cái ngã thực. Và ngay bây giờ thì khi chúng ta chấm dứt được cái bản ngã của mình, thì đó là chúng ta chấm dứt được cái dòng luân hồi tái sinh. Nó rất là dễ, rất là đơn giản. Và chúng ta nghe nói cái dòng luân hồi là cái gì đó ghê gớm, nhưng mà thực ra nó không có cái gì ghê gớm hết. Thì bây giờ thử chúng ta tìm hiểu, quán sát. Và thưa quý Phật tử, chúng tôi nói là quý Phật tử đừng có chạy theo cái ngôn ngữ mà mình nói nghe rồi để quý vị xoay trở lại mình, và quý vị nhìn lại để mà quán chiếu, quán sát, để thấy rõ được cái tiến trình của tâm mình như thế nào. Ví dụ giả sử mà quý Phật tử đang ngồi đây, mà mình ngồi đây hoặc là mình đi đứng, mình sinh hoạt mà mình ở trong cái trạng thái là mình mê mờ, mình không có tỉnh, mình bất giác, mình không có sáng suốt, mình thiếu cái sự tỉnh thức, thì quý vị biết cái trạng thái đó là trạng thái gì không? Trạng thái của vô minh, trong cái gì hết. Và đó là trạng thái của vô minh. Mà khi mình ở trong cái trạng thái của vô minh lúc đó thì quý vị thấy rằng mình rất dễ vọng động lắm. Bởi vì sao? Bởi vì ở bên trong của mình nó chứa đầy một cái khối
đó, hạt giống cái khối tập khí, cái khối tập nghiệp, và nó luôn luôn lúc nào nó cũng sẵn sàng, nó phát sinh ra cái gì, phát sinh ra cái ái đó, nó luôn luôn là nó phát sinh ra cái ái. Cho nên quý vị thấy mình nghe một câu là liền cái chú ý, cái nhảy ra để phân biệt, để ưa ghét, để thấy đúng thấy sai, nó liền có mặt à, phải không? Quý vị thấy mình nhìn một cái đối tượng, khi mình đối tượng mình tiếp xúc là luôn luôn ái nó đã có mặt đó. Cho nên nó luôn luôn nó phát sinh ra cái ái, và như vậy thì đó là cái vô minh, thì nó ẩn chứa những cái hạt giống, nó ẩn chứa cái hạt giống, thì cho nên nó luôn luôn nó phát sinh ra cái phân biệt, để rồi ưa, để rồi ghét, đó là ái. Thì cái đó nó gọi là hành, chứ không có gì hết. Hành là gì? Hành là một cái dòng suy nghĩ nó liên tục, nó cứ hết nghĩ cái này tới nghĩ cái kia, và nó cứ phân biệt để nó nắm bắt, nó hoặc là nó chối bỏ. Quý vị thấy có phải là chúng ta lúc nào cũng luôn luôn sống vậy phải không? Hoặc là thấy, hoặc là bỏ, hoặc là ưa, hoặc là thích, và hoặc cứ suốt ngày, và quý vị thấy chúng ta luôn luôn được cái sự vận hành của cái hành đó. Cho nên rồi tâm thức như vậy, thì khi tâm thức của mình không có sáng suốt và dễ vọng động, thì đó chính là vô minh và hành, phải không? Ngay trong đời sống hiện tại, quý vị nhìn lại phải không, phải thấy là mình luôn luôn đã bị vô minh và bị hành nó chi phối. Và quý vị thấy ở trong cái điều kiện mà sẵn có cái sự mê lầm như vậy, thì khi mà có một cái đối tượng mà nó tác động vào, cái đối tượng mà tác động vào, thì lúc đó thức của mình nó liền khởi lên để nó kết hợp với cái gì? Thức của mình liền khởi lên để kết hợp với căn. Căn tức là gì? Tức là năm căn: mắt, tai, mũi, lưỡi và thân của mình. Tao nó liền thức, nó liền kết hợp lên với căn để nó tiếp nhận cái đối tượng đó. Phải không? Quý vị thấy tiếp nhận liền thấy cái bông hoa thì mình liền cái thức của mình được khởi lên với cái căn là con mắt, để mình tiếp nhận cái bình hoa, và tiếp nhận cái bình hoa đó á, thì quý vị mới thấy thì như vậy đó, nó gọi là danh sắc, chứ không có gì hết á, phải không? Danh là tức là cái sự kết hợp của con mắt và của ý thức, mà con mắt đó là sắc thân, còn ý thức đó là tâm thức, phải không? Hai cái đó kết hợp lại thì quý vị thấy đó là danh sắc, chứ không có gì hết. Ngay trong cái cuộc sống của mình thôi, thì quý vị thấy cái sự kết hợp trong một cái tình trạng mà chúng ta thấy nó không có sáng suốt, nó không có có trong sáng, thì nó luôn luôn nó hỗn độn và nó bất an. Quý vị thấy tâm của mình lúc nào cũng có một cái năng lượng của sự bất an, nó luôn luôn nó làm cho mình động ở bên trong. Cái năng lượng của sự bất an đó, và đó nó chính là một cái hỗn hợp của thân tâm của mình, mà thân tâm đó nó không có cái sự định tĩnh, nó không có cái sự sáng suốt, và nó không có cái sự trong lành. Thì đó là ba cái yếu tố mà nó thiếu, đó là gì? Sự trong lành đó là quý vị, đó là gì? Đó là giới, mình thiếu giới, phải không? Rồi sự định tĩnh đó là định, mình thiếu định. Và cái sự sáng suốt đó là trí tuệ, và mình thiếu tuệ. Ba cái yếu tố đó nó thiếu ở trong cái khi mà mình tiếp nhận một cái đối tượng, nó thiếu. Cho nên nói một cái cách khác là thân tâm của mình được kết hợp trong cái lúc đó là nó thiếu cái sự điều phục, cho nên thiếu cái chánh niệm và thiếu tỉnh giác. Nó là thiếu cái chánh niệm và thiếu tỉnh giác. Cho nên vì vậy mà ở đây chúng ta thấy rằng danh sắc nó là từ gọi chung của một cái tổ hợp thân và tâm, gồm có gì? Gồm có mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý, phải không? Cho nên vì vậy mà danh sắc nó sẽ được hiện rõ ở trong từng căn của mình, tùy theo cái gì? Tùy theo cái đối tượng của trần cảnh mà nó khởi sinh ra cái gì? Nó sẽ khởi sinh ra gọi là lục nhập. Đó, quý vị thấy ví dụ mắt, tai, mũi, lưỡi, thân của mình nó sẽ tiếp nhận với
sắc, thinh hương, vị, xúc pháp. Thì ở đây chúng ta thấy mắt, tai, mũi, lưỡi, thân thì nó thuộc về sắc, mà ý thì nó gọi là danh. Thì như vậy danh sắc, nếu mà đối tượng là sắc á, thì con mắt mình nó khởi dụng, phải không? Khởi dụng để nó tiếp nhận. Còn nếu đối tượng là âm thanh thì lỗ tai mình khởi dụng. Nếu đối tượng là mùi hương thì lỗ mũi mình khởi dụng. Nếu đối tượng là vị đắng cay mặn ngọt gì đó thì lưỡi của mình khởi dụng đó. Thì như vậy chúng ta thấy mắt khởi dụng có nghĩa là nó tiếp nhận sắc. Nhưng mà thưa quý vị, khi con mắt mà nó muốn tiếp nhận được sắc á, sắc đàn, thì nó phải có cái gì thêm nữa? Nó phải có ý thức, tức là có nhãn thức. Thì như vậy nó chỉ thực sự nó xảy ra và nó có cái sự tiếp nhận đó là phải có nhãn thức cộng vô trong đó thì nó mới tiếp nhận được. Thì như vậy chúng ta thấy rằng cái sự kết hợp của nhãn thức đó, và như vậy thì kết hợp của nhãn thức, của căn là con mắt, và của trần tức là sắc trần, ví dụ như cái bình hoa đó, thì khi cái sự đó thì ba cái đó kết hợp lại thì đó gọi là xúc, phải không? Đấy, cái đó, một cái nữa đó gọi là xúc. Và rồi khi quý vị thấy cái sự tiếp xúc giữa căn, trần và thức xảy ra thì liền sau đó thì chúng ta có cái gì đi theo? Có cảm giác, phải không? Cảm thọ, thì đó là liền có thọ sinh ra. Mà thọ thì ở đối với 12 nhân duyên này thì quý vị thấy thọ nó vừa đóng vai trò của cảm giác mà nó đồng thời nó đóng vai trò của tri giác nữa. Thì cảm giác đó là cảm thọ. Cảm thọ của gì? Thọ mà thường thì chúng tôi hay giải thích với quý Phật tử rồi, thọ nó có ba cái đó, phải không? Thọ khổ, thọ lạc và thọ xả. Thì đó là cái thọ. Còn tri giác là nó thuộc về tưởng. Cho nên vì vậy mà quý vị thấy trong một cái là nó có cùng có với nhau ở trong đó hết. Trong một cái nó có tất cả những cái kia. Cho nên trong thọ nó có tưởng. Bởi vì sao? Bởi vì nó từ một cái ý thức, cái thức mà ra hết. Cho nên chính vì chỉ một cái thức, một cái tâm mà ra, cho nên tùy cái tác dụng của nó. Tác dụng ở chỗ này thì nó gọi là thọ, tác dụng ở chỗ kia thì nó gọi là tưởng, rồi tác dụng ở chỗ nọ thì nó gọi là xúc, hay là ái thủ thủ. Tất cả những cái đó đều nó có tâm, có thức của mình nằm ở trong đó hết. Cho nên thọ tức tưởng, tức là cái sự nhận biết, sự suy tính và cái xác định của mình đó. Thì như vậy quý Phật tử mới thấy trong khi xúc á, nó phải còn có nhiều cái yếu tố nữa để nó mới có cái thọ và cái tưởng hành được. Tức là đối với ngũ uẩn mà chúng ta học thường là thọ sắc, thọ tưởng hành và thức, phải không? Đó, thì năm cái đó thì đối với thọ nó có thọ thì nó mới bắt đầu đi tới tưởng, mới có tưởng, mới có liên hệ tới tưởng. Thì như vậy thì sau khi mà nó tiếp nhận được cái đối tượng qua cái sự tiếp xúc của căn trần và thức á, và nó có đầy đủ cái cảm giác và cái tri giác rồi á, thì lúc đó nó mới bắt đầu mới cho chúng ta một cái gọi là một cái phụ nữa, là lúc đó mình mới quyết định, phải không? Mình mới bắt đầu quyết định, phản ứng ở trên cái đối tượng đó. Quyết định đó là gì? Quyết định đó là ưa hay là ghét, phải không? Quý vị thấy phải không? Mình nó liền có cái quyết định đó gọi là tư. Như vậy thì xúc thì phải có tác ý, rồi phải có thọ, có tưởng và có tư. Đó là năm cái yếu tố để chúng ta đi một cái tới một cái hành động, và hành động đó để gọi là hành động đi tạo nghiệp và tái sinh ở trong đời sau. Cho nên tư là một cái quyết định sau cùng, quyết định là mình lấy hay bỏ, mình ưa hay ghét. Đó là cái yếu tố, cái tác dụng của tư. Rồi khi quý vị thấy, khi mình
nó ưa và ghét đó, nó thuộc về cái gì? Đó là từ ái, phải không? Ưa là ghét là ái. Thì như vậy quý vị thấy một cái dòng tâm thức của mình nó có đầy đủ 12 nhân duyên ở trong đó, nó có 12 nhân duyên. Và rồi khi chúng ta bám víu vào ưa, vào ghét thì cái đó nó gọi là gì? Gọi là nắm giữ, là thủ, phải không? Thì liền có ái thì liền có thủ, và khi có thủ rồi, khi thủ là bắt đầu tạo nghiệp. Đó, quý vị thấy tạo nghiệp, tạo nghiệp để tái sinh vào đời sau thì nghiệp, nghiệp tạo nghiệp gì? Nghiệp bất thiện, nghiệp thiện và nghiệp bất động. Đó, ba cái nghiệp đó thì mình sinh tương ứng ở ba cõi sáu đường, chứ không có gì hết. Ba cõi đó là dục giới, sắc giới, vô sắc giới, và sáu đường đó là địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, atula, trời người, là sáu con đường. Ba nó tương ứng với cái hành động của mình. Và ví dụ chú quý Phật tử thấy khi mà mình nghe một cái âm thanh mà mình thấy, ví dụ như ai chửi mình đó, thì cái âm thanh đó dễ chịu hay khó chịu? Khó chịu, phải không? Khó chịu, mà khó chịu thì nó là thọ gì? Thọ khổ, phải không? Mà thọ khổ, mà khi mình thọ khổ thì mình đưa tới cái gì? Đưa tới ưa hay ghét? Khổ là ghét, rồi sao? Mà ghét, mình ghét cái khổ, mà mình muốn chối bỏ cái khổ, thì đó là mà khi chối bỏ cái khổ thì ở trong giáo lý của Đức Phật thì gọi, tức là ngay nơi đó nó gọi là phi hữu ái. Phi hữu ái tức là mình thích cái gì? Mình yêu, mình thích cái không có mặt nó, phải không? Cho nên quý vị thấy, chúng tôi thường hay giải thích hoài, và quý vị thấy khi mình ghét người nào đó, mình tưởng như ghét đó là đâu phải yêu đâu, phải không? Ưa chứ ghét đó là đối đãi nhau, phải không? Nhưng mà hai cái đó nó cũng là chung trong cái ái. Ái tức là mình muốn xua đuổi, mình muốn chối bỏ cái ghét đó. Và khi mình muốn xua đuổi, muốn chối bỏ cái đó là mình thích, phải không? Mình thích nó không có mặt. Cho nên mà đã thích nó không có mặt thì nó là ái mất tiêu rồi, phải không? Cho nên quý vị thấy nó là ái, cho nên nó là phi hữu ái. Rồi đối với một cái âm thanh mà người ta khen mình thì lúc đó mình thấy dễ chịu hay khó chịu? Thấy dễ chịu, phải không? Mà dễ chịu thì là thọ gì? Thọ lạc. Mà thọ lạc thì mình muốn lúc nào mình cũng muốn người ta phải khen mình, phải nói cho mình nghe dễ chịu, nghe êm tai hết, phải không? Mình luôn luôn muốn giữ cái đó, muốn giữ cái đó lại. Và mình muốn giữ cái đó lại thì nó gọi là hữu ái. Hữu ái có nghĩa là mình thích cái gì nó luôn luôn nó tồn tại và nó luôn luôn có mặt với mình. Đó là hữu ái. Rồi khi mà mình ngồi không có ai khen mà cũng ai chê mình á, thì lúc đó mình thọ gì? Thọ xả là không có, nó là ở cái trạng thái bình thường vậy thôi. Mà quý vị có chịu cái trạng thái bình thường đó không? Chắc không ai chịu đâu, phải không? Ngồi bình thường lắc mình chán à, phải không? Quý vị thấy bình thường ngồi lặng lẽ bình thường, không có vui, không có khổ gì, cái tự nhiên mình chán, mình đi tìm cái gì? Mình phải đi tìm cái vui, phải không? Quý vị thấy luôn luôn là chúng ta phải đi tìm cái vui, và cái vui đó đấy, cho nên khi thọ xả thì mình tưởng như là nó không có khổ, nhưng mà thực ra nó có mang một chút khổ ở trong đó. Khổ cho nên mình mới, chính vì khổ cho nên mình mới đi tìm cái gì? Tìm vui, phải không? Ngồi vậy chứ, ngồi lắc vậy chứ buồn quá, ngồi nhà mình buồn quá không biết làm gì, mình phải đi tìm việc để làm cho vui, hay là phải mở cái tivi hay là mở cái cuồng phim gì đó, chứ không bao giờ mình chịu ngồi yên hết, không bao giờ mình chịu ngồi không. Thì như vậy quý vị mới thấy rằng tu nó khó là khó vậy thôi, phải không? Khó ở cái chỗ là mình có can đảm để mà buông sạch hết và để chỉ ngồi yên thôi. Cho nên tại sao mà quý thầy, quý Phật tử về chùa, quý thầy hỏi bắt ngồi thiền, ngồi để cho mình tập yên, phải không? Mà quý vị thấy có khi mình ngồi đó mà còn chưa yên nữa, quý thầy bắt ngồi vậy nhưng mà mình vẫn chưa yên, có lúc mình vẫn muốn nhúc nhích và có lúc mình vẫn muốn buông cái chân ra để đi làm cái gì đó. Mình luôn luôn là tại vì trong đầu mình nó có nhiều cái hạt giống, nhiều cái chủng tử, và mỗi cái hạt giống chủng tử nó dấy lên cái hiện hành lên là nó có cái năng lượng để
đẩy mình đi, phải không? Quý vị thấy ngồi đó mỏi có cái rồi mình nghĩ là mình phải đi đâu, mình phải làm gì, mình phải làm cái gì đó, chứ không có bao giờ mình chịu ngồi yên á. Quý vị thấy như vậy thì trong con người mình luôn luôn nó có một cái năng lượng là đẩy mình đi, chứ nó không có chịu cho mình dừng lại. Và nếu mình không chịu, không có cái cơ hội ngồi lại, và không có cái cơ hội là trong một cái khuôn khổ, trong một cái quy định để mà mình đặt ra, thì quý vị thấy mình khó làm chủ được mình, phải không? Quý vị thấy ha? Cho nên sở dĩ mà phải đặt ra luật lệ, phải được ra cái thời khóa quy định như thế này như kia chi, để bắt buộc mình, để từ từ mình tập làm chủ lại mình. Còn không thì quý vị thấy mình rất là dễ dãi với chính mình đó, phải không? Mình đôi khi mình vừa là luật sư, mình là vừa là người biện hộ cho chính mình nữa, phải không? Mình tự mình biện hộ, mình làm luật sư cho chính mình rồi. Cho nên quý vị thấy tu nó đòi hỏi mình phải có một cái sức mạnh. Cho nên vì vậy mà khi chúng ta hiểu rõ tất cả những cái buông hết những cái chấp đó, và khi mà mình luôn luôn đi tìm một cái niềm vui, thì cái niềm vui đó nó gọi ở trong nhà Phật gọi là dục ái, không có gì hết. Thì như vậy quý vị thấy dục ái, hữu ái và phi hữu ái là ba cái đó, mà ba cái đó nó tạo thành ba cái khổ mà hồi nãy chúng tôi nói là khổ khổ, hoại khổ và hành khổ, chứ không có gì hết. Hoại khổ thì tức là hữu ái, tức là khi mình có một cái gì đó, mình ngồi thiền và mình muốn được cái, mình có một chút an tịnh, có một cái chút khinh an nào đó, thì mình xả thiền ra, cái ngày mai cái mình ngồi lại thì mình muốn sao? Mình muốn tìm lại cái cảm giác đó, thì phải không? Mình muốn tìm lại cái cảm giác đó, thì cái cảm giác đó nó tìm lại nó không còn, thì lúc đó mình vui không? Mình cảm thấy buồn, phải không? Mình cảm thấy có một cái gì đó, tại sao cái trạng thái đó mình mới được đó mà bây giờ nó mất đi, mình cảm thấy buồn, thì như vậy đó gọi là hoại khổ, chứ không có gì hết, phải không? Hoại khổ là cái đó nó không còn có mặt và nó mất đi, cho nên mình khổ, đó là hoại khổ. Còn khổ tức là mình ngồi thiền, quý Phật tử thấy mình ngồi thiền mà cái chân mình đau quá, nó đau quá, thì lúc đó mình có cái trạng thái gì? Trạng thái là chống lại cái đau, phải không? Chống lại cái đau, và mình trong tâm mình luôn luôn muốn rằng cái đau đó nó đừng có mặt, phải không? Mà muốn rằng cái đau nó đừng có mặt, nhưng mà cái muốn đó nó có một cái năng lượng, cho nên chính vì vậy khi cái đau tới là mình luôn luôn phản kháng, và mình phản kháng, mình chống lại, mình muốn loại trừ cái đau đó ra khỏi mình. Cho nên khi mình phản kháng, mình chống lại và loại trừ cái đau, thì đó gọi là khổ khổ, chứ không có gì hết, phải không? Cái đau kia là một cái khổ, như mẹ nói khổ đó là khổ quả, quả dị thuộc. Và bây giờ mình đem cái tâm lý để chối bỏ cái khổ đó, thì nó trở thành một cái khổ khác, phải không? Cũng như nãy, như nói khi mình giận người nào đó, thì mình giận người đó rồi mình nghĩ rằng tu mà tại sao còn giận, thì tự nhiên khi mình nói tu rồi mà còn giận thì tự nhiên mình bực bội mình, phải không? Thì như vậy quý vị thấy cái giận kia là khổ, rồi bây giờ mình bực bội mình nữa là thêm cái khổ nữa, phải không? Khổ chồng lên cái khổ, tức là khổ khổ, chứ không có gì hết, quý vị thấy đó. Rồi khi mà mình ngồi yên đó, mà mình cứ nghĩ không có chịu yên, mà mình cứ nghĩ đi làm này, nghĩ đi làm kia, làm cái nọ, mình cứ phải chạy đi tìm cái niềm vui, thì đó gọi là hành khổ. Mà quý vị thấy tìm niềm vui, quý vị tìm có thỏa mãn được không? Không bao giờ thỏa mãn được hết. Hết cái vui này qua rồi, mình để muốn đi tìm cái vui khác, và cứ tìm niềm vui này, niềm vui kia, cho nên nó là một cái dòng vận hành, cho nên nó gọi là hành khổ. À không, quý vị thấy không có bao giờ mình vui, cái vui của mình nó được gọi là thỏa mãn hết. Quý vị thấy người mà thích ăn một cái món gì đó, thích cái món sầu riêng, thì mình nói mình ăn về Việt Nam, hay là mình mua mình ăn cho nó đã thèm, rồi thôi mình đừng ăn nữa, mình
nhiều khi mình cũng nghĩ vậy không, nhưng mà ăn rồi, ăn hết bữa đó rồi qua bữa khác cái nó cũng nhớ lại, tại không nó cũng thèm biết rồi. Cái gì như vậy thì quý vị thấy như vậy thì rõ ràng là chúng ta sống với cái gì, sống với nó là một sự vận hành, cho nên cái đó gọi là hành khổ. Giống như nó cứ bắt mình phải chạy đi tìm hoài, tìm hết cái này, tìm cái kia, tìm cái nọ, tìm hoài, nó bắt không được, phải không? Đó là cái. Và cũng chính vì cái chỗ này mà hồi xưa chúng tôi chưa có hiểu đạo, và khi còn trẻ chưa có hiểu đạo là gì, nhưng mà rồi mình cũng có những cái tập khí đó như thường, chứ không phải ai có. Tại vì sao? Mình cứ thích những cái ngon, và mình thích một cái món gì đó thì mình luôn luôn là muốn đi tìm nó, ăn rồi nhưng mà cũng phải muốn đi tìm nó hoài. Và có một cái ngày đó khi mà chúng tôi muốn ăn cái món đó, và mình cứ nghĩ rằng mình đi làm tới ngày thứ bảy là mình cứ mong để cho mình lãnh tiền để mình ra ăn cái món đó. Và một ngày bỗng nhiên cái chúng tôi ăn vô rồi, cái mình chợt cái mình tỉnh ra, mình thấy ủa, tại sao mình cái hương vị ngon đó mình đi tìm nó, nhưng mà bây giờ cái được rồi mình nuốt qua khỏi cổ rồi thì nó đâu có tiêu rồi. Như vậy rồi không lẽ cả cuộc đời của mình cứ chạy đuổi đi tìm rồi nó mất rồi mình cứ đi tìm vậy hoài, rồi nó không có ý nghĩa, cứ nuốt vô rồi nó mất. Chợt chúng tôi nhận ra cái điều đó và mình chợt tỉnh. Như là vậy thì cuộc đời này nó có vẻ cái gì đó nó phi lý, nó vô lý quá, mà tại sao mình cứ chạy đi tìm hoài. Rồi bao nhiêu thứ, rồi thứ cái này, người thì mình thấy cái điều này mình cho là đúng, mà người khác thì người ta nói sai. Thì như vậy mình sai hay là người kia sai? Mình muốn tìm ra một cái lẽ thật, nhưng mà bây giờ ai để ấn định, ai để cái gì để làm tiêu chuẩn cho mình thấy rằng mình đúng và người kia sai, hay là mình sai, người kia đúng? Cho nên không có một cái tiêu chuẩn nào hết. Thì như vậy trong lòng mình tự có một cái thấy nó phi lý, thấy nó băn khoăn, thấy nó thắc mắc, và cuối cùng rồi những cái đối đãi đó làm cho chúng tôi cảm thấy rằng mình chán đời, chán. Mình nhìn đâu mình cũng thấy chán á, có một lúc chán đến cái độ mà muốn tự tử luôn nhỉ. Mà thưa quý vị, cái chuyện tự tử là cái chuyện là chúng tôi đã có sắp đặt và là chuẩn bị thực hiện, nhưng mà rồi tại vì sao? Tại vì nhiều năm nhiều tháng cái đó nó cứ dồn nén, và mình đi tìm một cái lẽ thật, nhưng mà lẽ thật đó nó không có. Tại vì trên cái tương đối, và trên cái tương đối, trên cái ý niệm, thì làm sao chúng ta có thể tìm cái gì là phải, cái gì là quấy, cái gì là đúng, cái gì là sai thực? Nó không bao giờ có, không bao giờ có thực. Và mình cứ bị xung đột bởi hai cái đúng và cái sai, cái phải và cái quấy, cái tốt và cái xấu, cái khen và cái chê. Những cái đó nó xung đột ở trong nội tâm của mình, và tìm đến một lúc nào mình cảm thấy chán. Mình nhìn cuộc đời, tại sao người ta cứ phải quấy hư thua giành giật nhau, và mình giống như là một cái người ở hành tinh nào mình rớt xuống ở đây, mình không có hội nhập được với cuộc đời, và mình thấy mình như là một cái người lạc lõng xa lạ. Và chính cái điều đó nó đẩy mình đi tới một cái ý định là phải thoát ra khỏi nó. Có nghĩa là mình mà muốn thoát ra khỏi những cái đó thì không có lối thoát, chỉ có một cái là chết đi, là mình cứ nghĩ rằng chết là mới thoát ra được nó thôi. Cho nên cái ý định tự tử là nó xuất phát từ đó. Và quý vị thấy, và nếu như không có cái duyên, không có cái phước đối với Phật, đối với Pháp đó, thì có lẽ giờ này chúng tôi cũng thành cỏ, thành rác mất tiêu rồi. Đó, rồi bỗng dưng, đó, trước khi mà mình đi tự tử đó, thì bỗng dưng mình gặp được một cái duyên, và mình chỉ nghe một câu nói, hai câu nói Phật Pháp thôi, thì bỗng dưng mình dở lẽ ra được. Và cuối cùng chúng tôi có cái ý định tự tử. Và mình nghĩ là thay vì mình tự tử thì thôi mình đem cái cuộc đời của mình còn lại, mình làm hết tất cả những gì cho mọi người, cho Phật Pháp, cho Tăng Ni và cho mọi người. Cho nên từ đó và chúng tôi đi tu, và đó là nhờ cái duyên đó. Cho nên quý vị thấy có khổ, có băn khoăn, có thắc mắc đối với cuộc đời, đối với những gì đó, thì nó mới cho mình sáng ra được một cái
đó, một cái con đường để mình, có nghĩa là đau khổ dồn mình tới tột cùng, thì lúc đó mình mới có thấy được cái sự giác ngộ đó là quý giá, đó, thấy được cái sự sống mà Phật pháp cho mình nó là quý giá. Và thưa quý vị, chỉ có Phật pháp mới cứu mình ra khỏi những cái đó thôi, chứ không có bao giờ mình, nhưng mà Phật pháp không phải là để mình cầu, không phải mình tin mình cầu, nhưng mà Phật pháp cho mình cái con đường, cho mình cái giáo lý để mình thực hiện nó. Chính cái điều đó mới là cái quan trọng. Cho nên vì vậy mà chúng tôi qua một cái thời gian sống và thời gian mà mình như vậy rồi, chỉ đến khi tu rồi thì quý vị thấy không có cái gì có thể làm thay đổi được mình. Bởi vì sao? Bởi vì không có cái con đường nào khác ngoài cái con đường của chánh pháp. Và cái sự giác ngộ giải thoát nó nằm ở ngay chính mình, chứ nó không phải nằm ở đâu xa. Do nên tu mình đem lại được cái niềm bình an cho mình hay không là do nó chính mình, chứ Đức Phật không có giúp mình được. Đức Phật không có thể làm cho mình bình an được. Chỉ có mình nghe lời Đức Phật dạy và mình tự chuyển hóa mình thì mình mới bình an thôi. Cho nên chúng ta đừng có theo cái gọi là cái truyền thống xưa bày nấy làm, là chúng ta cứ cầu nguyện cho Đức Phật gia hộ cho mình, hay là ơn trên, hay là Bồ Tát Quan Âm gì đó gia hộ cho mình. Nhưng mà thực ra nếu mình không có cái gọi là không có cái tự lực để mình tạo ra những cái phước, những cái duyên của mình, thì Bồ Tát cũng không cứu mình được đó, và Phật cũng không cứu mình được. Cho nên cái đó nó phải xuất phát từ nơi mình. Mọi cái điều mình làm lành, làm tốt đó là gì? Đó là mình tạo những cái chất liệu, mình chứa nhóm những cái chất liệu đó để mình có được một cái cuộc sống an ổn, hạnh phúc, và mình có được cái trí tuệ để mình vượt ra khỏi cái khổ đau đó thôi. Thưa quý vị, nếu không có trí tuệ của Phật mà mình nương để cho mình, để mình thắp sáng cái trí tuệ của mình lên, thì mình khổ mãi mãi, và quý vị thấy không có bao giờ thoát ra được cái khổ của mình. Vậy khi mình hiểu được có cái trí tuệ mà mình biết rằng cái khổ đó nó xuất phát từ cái mình ưa, mình ghét, rồi mình bám víu vào. Khi mình ưa, mình ghét thì nó trở thành cái thành kiến, cái quan niệm, cái cố chấp, rồi nó trở thành cái thù hận ở trong tâm mình, chứ không có gì hết. Tất cả những cái đó là do cái ái và cái chấp thủ của mình. Do đó mà chúng ta thấy khi mình ưa thì mình sinh ra đam mê, cái gì mình ưa là mình đam mê cái đó, còn cái gì mà mình ghét thì mình trở nên thù hận cái đó, phải không? Quý vị thấy đó là đam mê hay là thù hận thì nó gọi là dục thủ, chứ không có gì hết. Trong cái đam mê, cái thù hận, cái ưa, cái ghét đó, nó trở thành, nó gọi là dục thủ. Rồi chúng ta từ cái ưa, cái ghét đó, rồi mình nên trở thành cái biến nó trở thành cái thành kiến, thành cái quan niệm á, rồi do cái thành kiến, cái quan niệm đó mà nó trở thành là thường kiến hay là đoạn kiến. Khi chúng ta ưa thì đó gọi là thường kiến, mà chúng ta ghét thì đó gọi là đoạn kiến, chứ không có gì. Mình ghét cái gì là mình muốn cái đó nó đừng có mặt, phải không? Mà nó đừng có mặt tức là mình muốn nó đoạn diệt đi á, gọi là đoạn kiến. Mà thưa quý vị, có cái gì đoạn được không? Không có cái gì đoạn hết. Nó là đủ duyên thì nó hiện hữu như vậy thôi. Quý vị thấy cái gần gũi nhất là mình không thích một cái người nào đó thì mình muốn người đó đừng có mặt với mình, phải không? Mà quý vị thấy cuộc đời này trái đất nó tròn mà, phải không? Rồi người đó có đi đâu đi nữa rồi mình cũng gặp mặt người đó, phải không? Tại vì đó là gì? Đó là một sự thực, đó là một thực tại, nó đang hiện tiền, nó đang có mặt ở đó, và mình chối bỏ nó, mình chối bỏ đi đâu. Cho nên đừng có ghét, đừng có dính vào cái ghét, đừng có dính vào cái ưa. Ghét người đó thì ghét, nhưng mà người đó có mặt thì kệ người đó, mình đừng chối bỏ, phải không? Mình không có chối bỏ thì mình không có khổ, còn mình chối bỏ cái ghét, cho mình ghét mình chối bỏ là mình khổ, bởi vì không thể chối bỏ được. Quý vị nhớ, quý vị thấy, nhìn lại trong cái hành trình của cuộc sống của mình thì quý vị thấy khổ đau là bởi vì bất như ý nhiều, phải không?
bất như ý, những cái không như ý mà nó cứ, những cái mình ghét mà nó cứ nhan nhản trước mặt mình hoài, cho nên mình khổ đau. Còn cái mình ưa thích mà mình nắm giữ không được, mình cũng khổ đau. Chỉ có hai cái đó làm cho mình khổ đau thôi, chứ không có gì hết. Đó, quý vị cứ tưởng rằng ai đem tới cho mình khổ đau, phải không? Thường thì mình cứ trách người này người kia đem tới cho mình khổ đau, nhưng mà cái khổ đau đó tại vì mình chấp, phải không? Quý vị thấy tại vì mình chấp cho nên mình khổ đau thôi. Bây giờ buông ra đừng chấp nữa thì mình hết khổ. Đó. Buông ra, nhưng mà quý vị nhớ là buông cái ý niệm dính mắt của mình thôi, chứ mình không có bỏ cái kia. Cái kia là nó là hiện hữu vậy rồi, mình đâu bỏ đi đâu được đâu, phải không? Quý vị dục nó đi đâu, nó bỏ, nó buông bỏ là quý vị dục nó đi đâu, không có bỏ, nó không có dục nó đi đâu được hết. Mà nó phải có mặt ở đó, nhưng mà mình đừng có dính mắt của nó thôi. Nó là nó vậy thôi, mình là mình. Tại sao cái đó nó là cái gì đâu mà mình phải khổ, phải không? Trong khi cái sự sống của mình là cái quý giá, thân mình cho nó là quý, cuộc sống mình là quý, mà mình để cho cái gì đó nó làm nó chi phối cái cuộc sống của mình rồi đó, làm cho mình buồn, mình giận, rồi mình sinh bệnh hoạn, mình khổ đau đó. Mà như vậy mà mình lại nói là cuộc sống của mình quý, mà mình không có biết gìn giữ, phải không? Quý vị thấy mình không có biết gìn giữ để cho những cái đối tượng, những cái gì ở bên ngoài nó tác động và nó làm cho mình khổ đau, và nó làm cho cái cuộc sống mình mỗi ngày mỗi ngắn lại. Thay vì mình sống được 10 năm mà mình cứ giận hoài thì cái tuổi thọ mình còn được bao nhiêu, nó phải ngắn lại, phải không? Quý vị nói, những người mà giận nhiều là sinh cái bệnh gì, bệnh gan, bệnh tim, bệnh đủ thứ hết, cho nó không có phải là, phải không? Quý vị thấy mỗi lần giận là mỗi lần quý vị thấy thở dễ thở hay là khó thở? Khó thở, tim thì đập ầm ầm lên, phải không? Có khi có những người giận quá ngã đùng ra chết, phải không? Quý vị thấy đó là tại sao mình, phải không? Nó rất là phi lý cuộc sống của mình. Mình sống mình không có bảo vệ cái sự sống của mình, mà mình để cho những cái hoàn cảnh, cái đối tượng, cái gì đó ở bên ngoài nó làm cho mình đau khổ. Thì quý vị thấy nói chung là khi chúng ta có cái quan niệm và chúng ta chấp vào để vào những cái để cho nó trở thành thành kiến, thì trong đó gọi là kiến thủ chứ có gì hết. Rồi quý vị thấy xét cho cùng, từ cái dục thủ cho tới cái kiến thủ đó, nó xuất phát từ cái gì? Từ cái ngã thủ, chấp ngã, không? Quý vị thấy không, có cái ngã thì lấy ai để mà chấp thường, chấp đoạn, lấy ai để mà yêu ghét hay chơi? Bởi có dựng lên một cái tôi, một cái bản ngã để rồi có yêu, có ghét, có chấp thường, chấp đoạn, đó là ngã thủ chứ không có gì hết đó. Rồi quý vị thấy từ dục thủ, ngã thủ, rồi nó đưa tới cái gì? Nó đưa tới cái dục thủ, kiến thủ, ngã thủ, nó đưa tới một cái hình thành, một cái cuộc sống, một cái nghi thức, một cái tập tục, một cái tín ngưỡng, phải không? Quý vị thấy luôn luôn là chúng ta tạo ra một cái đường lối, một cái khuôn khổ gì đó để mình sống, rồi mình bị mắc kẹt vào đó, bị cái đó nó trói buộc mình. Khi nào mà mình sống mà khác với cái gì mà mình đưa ra là mình bực bội, phải không? Mình khổ đó, cho nên đó gọi là giới công thủ. Đó là bốn cái thủ mà quý vị thấy ở đây. Chúng ta thấy ái và thủ, và thủ nó có bốn loại thủ như vậy. Đó là tạm thời chia ra nói để cho quý Phật tử hiểu một chút vậy, chứ còn thực ra mình có nhiều cái thủ lắm, phải không? Chấp thủ mình rất là nhiều chứ không phải nhiêu đó, mà đó là bốn cái đại khái nói chung tổng quát. Và nói chung thì chúng ta thấy chấp trước, mà nếu như mà khi cái chấp đó mà mới vừa chớm sinh ưa và ghét thôi á, thì nó không có đến đổi gì. Mà khi chúng ta có cái trí tuệ của Bát Nhã, có cái sự tỉnh giác kịp thời thì nó không có sao, nó chưa có sao. Nhưng mà khi chúng ta cố chấp bám vào nó, cố chấp thì nó sinh ra bao nhiêu thứ rồi, phải không? Bao nhiêu thứ khổ đau, bao nhiêu thứ phiền phức, tạo tác lăng xăng. Thì tạo tác lăng xăng đó gọi là hủ, chứ gì? Hủ là tạo nghiệp, phải không? Tạo nghiệp để rồi mình sinh vào một cái cõi tương ứng ở đời sau. Như vậy thì quý vị thấy muốn chấm dứt được cái dòng luân hồi sinh tử thì ngay ngay đây quý Phật tử phải làm gì? Phải thắp sáng trí tuệ mình lên, phải không? Thắp sáng trí tuệ đó, mà trí tuệ đó nó ở đâu? Nó ở ngay nơi mình, bằng và mình có cái ngọn đuốc trí tuệ sẵn rồi. Bây giờ quý Phật tử phải ngồi ở đâu?
nổi qua giáo lý của Đức Phật. Mà giáo lý Đức Phật đó là gì? Đó là vô thường, vô ngã, nhân duyên và những cái gọi là tương tức. Mà quý vị thấy nếu mà bốn cái đó, những cái đó mà quý vị lúc nào cũng thắp sáng được ở ngay nơi mình, thì quý vị sẽ đứt được cái dòng luân hồi sinh tử thôi. Lúc đó mình không có, bởi vì sao mình ái là tại sao đó, tại vì mình thấy mình thật, phải không? Và đối tượng những cái gì mà mình yêu thích đó cũng thật, cho nên thấy mình thật đó. Cái suy nghĩ của mình có ba cái chấp: chấp thân mình là thật, tâm mình thật và ngoại cảnh là thật. Cho nên ba cái đó mình thấy nó là thật, thấy nó là thường, thấy nó là duy nhất, nó là tồn tại, nó là mãi mãi như vậy. Cho nên nó là có một cái nhã, có một cái tôi. Cho nên ba cái đó nó tạo thành đau khổ cho quý vị hết. Thì như vậy thắp sáng trí tuệ của mình lên là thấy rõ được cuộc đời là vô thường, là vô ngã, là mọi thứ chỉ là một cái dòng sinh diệt duyên hợp. Có đủ duyên thì nó có mặt, thiếu duyên thì nó tan rã. Và nếu quý Phật tử mình mà chúng ta thấy rõ được cái đó thì thưa quý vị, khổ đau nó từ nó chấm dứt cả, và cái dòng luân hồi từ nó cũng rã, nó không còn gì hết, nó không còn gì đối với mình. Thì đó là qua cái như vậy thì quý vị cần làm cái gì? Cần trí bát nhã để chúng ta chuyển hóa cái gì? Thay để mà mình lấy cái trí bát nhã hiện tiền đó để mình thay đổi được cái ái thủ và không chứ có gì hết. Khi trí tuệ mà thay đổi chuyển hóa được ái thủ và hữu thì cái dòng sống kia nó vẫn có mặt như vậy, nó vẫn có mà nó không có tác động được mình, nó mà không có bị như vậy. Thì khi chúng ta tỉnh sáng, hoàn toàn tỉnh thức, hoàn toàn sống, không có cái mê lầm nữa đó, thì đó gọi là chúng ta không có bị vô minh và hành nó chi phối. Cho nên nếu mà khi mình không còn bị vô minh và hành chi phối, thì khi có một cái đối tượng khởi sinh lên, khi mình nghe một cái âm thanh, nghe người ta chửi đi, nhưng mà mình vẫn ở trong cái sự tỉnh sáng, trong cái sự tỉnh sáng, trong cái ổn định, trong cái trạng thái sáng suốt như vậy, thì thức danh sắc lục nhập xúc thọ nó không có chi phối, nó đang được trí tuệ soi sáng. Cho nên được trí tuệ soi sáng thì cái cảm giác và cái tri giác đó nó không phải là cảm giác và tri giác của sự mê lầm, của cái tri giác sai lầm, và nó luôn luôn nó chính xác, nó không có bị cái ảo tưởng của cái tôi của mình dựng lên để rồi mình tạo thành một cái ảo giác khổ đau hay là hạnh phúc. Thì quý vị thấy như vậy thì không có, cho nên cái hành đó nó không có xen vào, hành đã không xen vào thì nó không có còn tạo tác cái nhân để mà tái sinh, để mà đi sinh tử luân hồi và để sinh ra để rồi lão tử ở trong cái tương lai. Thì quý vị thấy ngang đó có phải là chấm dứt dòng luân hồi không? Ngang đó là chúng ta thấy chấm dứt dòng luân hồi được rồi, phải không? Như vậy thì quý vị thấy 12 nhân duyên mà diệt á, nó có nghĩa là chấm dứt được cái dòng luân hồi sinh tử ở trong ba đời quá khứ, hiện tại và vị lai. Nhưng mà đồng thời nó cũng có nghĩa là chấm dứt được cái dòng luân hồi sinh tử ngay ở trong cái cuộc sống hiện tại của chúng ta, ngay trong cuộc sống hiện tại của chúng ta. Cuộc sống nó đang vận hành như vậy nhưng mà chúng ta vẫn không có bị luân hồi sinh tử ở trong đó. Quý vị thấy có cái điều đó nó có màu nhiệm không? Rất là màu nhiệm, nhưng mà dễ không? Vì quý vị thấy cái luân hồi sinh tử á, nó chỉ là gì? Nó chỉ là ảo ảnh đối với cái sự sống đích thực. Mà sự sống đích thực á, thì nó là luôn luôn có mặt với mọi người chúng ta. Nó không có bao giờ xa, nó không có ở đâu, nó ngay ở hiện tại. Nó lúc nào nó cũng có mặt với mình đó. Nhưng mà mình chấp nhận, không chấp nhận cái sự sống đích thực đó, mà mình chấp nhận cái gì? Chấp nhận một cái dòng luân hồi sinh tử của ảo ảnh từ cái chấp tôi của mình dựng lên, phải không? Quý vị thấy nó là dòng sinh tử đó, nó chỉ là ảo ảnh thôi chứ nó không có thật.
đối với cái sự sống đích thực. Cho nên quý vị thấy như vậy thì khi chúng ta nói, đang nói năng và chúng ta đang vận hành, đang sống đó mà chúng ta vẫn sáng suốt, vẫn bình an, vẫn lặng lẽ một cách hoàn toàn, thì thưa quý vị, chúng ta thoát khỏi cái sự trói buộc của sinh tử, của vô minh và của ái dục một cách nó rất là đơn giản. Quý vị thấy, nhưng mà chúng ta phải chịu khó, phải không? Chịu khó trước nhất bằng cái gì? Bằng cái mà chúng tôi thường hay nhắc quý vị, mình phải làm chậm cuộc sống của mình lại, làm chậm cuộc sống của mình lại để mình nhận thức ra rõ từng cái hành động của mình, từng cái lời nói, mình nhìn thấy rõ từng cái ngõ ngách của tâm hồn mình. Quý vị nhớ là mình thấy rõ từng cái ngõ ngách, lúc nào vui mình biết vui, buồn mình biết buồn, giận mình biết giận, cái gì mình biết rõ cái đó, nhưng đừng thêm gì nữa hết, biết nó vậy thôi, nhìn nó cười, cười với nó, và mình biết rằng mình là người nhìn cái dòng sông, mình làm cái người nhìn được cái dòng sông tâm thức của mình, cái dòng sông cảm thọ của mình đang trôi chảy, chứ đừng nhảy xuống đó để vớt cái này vớt cái kia vớt cái nọ, phải không? Còn nếu chúng ta nhảy xuống vớt cái này vớt kia vớt cái nọ thì dòng sông đó nó cuốn mình đi, chỉ có vậy thôi chứ không có gì hết. Cho nên tu là gì? Tu là nhìn lại mình chứ không có gì, nhìn lại tất cả những cái gì đang trôi chảy, cái dòng sông tâm thức của mình đang trôi chảy, những cảm thọ của mình nó đang lên đang xuống, đang chìm đang nổi, mình thấy rõ hết. Thì như vậy quý vị, như vậy thì tu thiền tông hay là tịnh độ hay là nguyên thủy hay là gì, tất cả gì gì đi nữa cũng chỉ cho chúng ta chỗ đó thôi chứ không có gì khác hết. Dù chúng ta có muốn bây giờ chưa chịu ở đây chúng ta tỉnh thức ngay đây mà chúng ta muốn thôi để mình chờ mình về cõi Phật A Di Đà để mình tu tiếp thì cũng chừng đó thôi, chứ không có gì, cũng tu cũng chừng bao nhiêu đó thôi chứ không có cái gì khác hơn hết. Cho nên như vậy mà ngay nơi đây thì chúng ta phải cố gắng, thưa quý Phật tử, là mình cố gắng để sống tỉnh giác trong từng phút giây của cuộc sống mình, sống luôn luôn có cái nhận thức, có cái chánh niệm, có cái tỉnh giác, thì quý vị thấy từ từ chúng ta sẽ thoát ra khỏi cái dòng luân hồi sinh tử ngay đây thôi, chứ không có đợi xa. Như vậy đó là cái điều mà chúng tôi chia sẻ với Phật tử hôm nay, và lần sau thì từ từ thì chúng tôi sẽ chia sẻ thêm về những cái vận hành của tâm mình để cho quý vị rõ hơn nữa, để cho mình biết là mình có bao nhiêu thứ tâm, bao nhiêu cái tâm nó như thế nào, như thế nào. Bây giờ ở đây nó là chỉ là nói gọn của 12 nhân duyên của cái dòng tâm thức của mình thôi, nhưng mà tâm nếu mà theo duy thức thì nó còn chia ra nhiều thứ nữa, nhiều thứ để mình thực ra chia sẻ là nhiều thứ, và để mình tìm cho ra những cái ngõ ngách của tâm hồn mình. Và khi quý vị tìm ra được ngõ ngách đó thì mình chuyển qua nó mới dễ, tu nó mới dễ. Còn nói chung chung, nói ngồi đây để mà quý vị làm sao mình có chạy theo vọng niệm, mà mình nói mình làm sao để mình buông bỏ vọng niệm, buông bỏ vọng tưởng của mình, nhưng mà làm sao buông được, bởi vì mình không biết vọng tưởng mình từ đâu mà nó ra, phải không? Quý vị thấy nói buông vọng tưởng tới mình buông thì mình buông đó, nhưng mà rồi nó cũng chạy tới mình, phải không? Quý vị thấy buông hoài buông hết. Còn ở đây mình phải thấy rõ được những cái tướng trạng của nó, tướng trạng của nó như thế nào thì buông nó mới dễ dàng được. Tại vì không có biết thì mình cứ bám, mình chấp hoài. Một mặt thì chấp, một mặt thì nắm giữ, một mặt thì nghe nó giải thoát, nghe nó giác ngộ, nghe nó giải thoát, nghe nó cái gì đó nó màu nhiệm quá thì mình lại muốn buông nó đi. Buông nhưng mà một bên thì buông, còn một bên thì nắm giữ. Trong con người mình lúc đó nó sẽ có hai cái, một cái buông ra và một cái nắm lại. Cho nên cuối cùng nó bị xung đột, và nó có cái sự xung đột. Cho nên ai mà ham tu chừng nào á thì cái bị cái sự xung đột đó nhiều chừng ấy. Một cái á, tập khí á, thì muốn ghi lại, còn một cái á, muốn giải thoát á, khỏi khổ đau á, thì muốn buông ra. Cho nên hai cái đó nó xung đột, và đến một lúc nào đó quý vị sẽ thấy thần kinh mình nó căng thẳng lên, nó căng thẳng. Và mình tu khéo thì thường hay nói là tẩu quả nhập ma hay là điên, là tại vì mình không có biết cách đó, không có biết cách tu thôi, chứ không phải là tu là điên. Cho nên nhiều người nói tu thiền điên, nhưng mà thực ra phải vậy, tại vì mình tu sai thôi, mình tu sai thì nó mới đưa tới cái tình trạng đó thôi, chứ còn tu đúng thì không. Thiền là
giúp cho mình sống lại với sự sống đích thực của mình. Thì hôm nay chúng ta nghỉ. Nguyện đem công đức này Thank you.